Hôm nay là mình đi với chùa chùa Linh Phước, hay gọi là chùa Ve Chai, do chùa này được ghép lại từ nhiều mảnh sành sứ khác nhau. Và hôm nay là ngày lễ nên rất là đông khách tới đây. Kiến trúc chùa rất là đặc biệt. Mình thích đi cái chùa này là có cái 18 tầng địa ngục. Được, mình sẽ dẫn mọi người đi xuống 18 tầng địa ngục tham quan coi ở dưới có gì nha. Ở ngoài rất là đông. Đây là bán bắp nướng nè, khoai lang nướng nè. Xuống 18 tầng địa ngục. Đây là cái lối đi xuống 18 tầng địa ngục ở đây. Rất là nhiều cái bàn rất là đẹp. Rồi rất là tối luôn nha. Đây, đây là những cái buồng sắt để mà giam những cái người mà bị đài xuống cửa ngục đó. Đây, có dây xích nè. Rất là nhiều cái đầu lâu. Rất là tối. Rồi ở mỗi cái tầng á, thì nó sẽ có những cái hình phạt khác nhau. Địa ngục là một cái trong Phật giáo để răn dạy người ta sống không có trái. Rất là nhiều người vô đây luôn. Sống không trái với lại đạo lý, sống tốt là một cái răn dạy, tại vì mình biết sợ thì mình sẽ không làm những cái hành vi sai trái. Mục đích của 18 tầng địa ngục là như vậy. Rất là nhiều quỷ nè. Những cái
đây là hình phạt môi ruột. Không biết kiếp trước làm cái gì ác mà bị xuống dưới này bị môi ruột ra. Rất là nhiều cái hình phạt. Móc mắt ra sao. Vậy thì mình sẽ quay ngược trở lên. Bước lên cầu thang là mình lên trên lại rồi. Ở chùa Linh Phước còn có rất là nhiều tượng Phật khác nhau. Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, tượng Đạt Ma Sư Tổ. Đây là tượng Phật Di Lạc cùng những vị tiên Phước Lộc Thọ, Quan Công. Đây là một cái ngôi chùa Bắc Tông nên là người ta cho thờ rất là nhiều hình tượng Phật. Từ Phật Thích Ca, Phật A Di Đà, Phật Bà Quan Âm, Phật Nhập Niết Bàn, vân vân. Rất là nhiều hình tượng Phật, rồi các vị La Hán nữa. Còn trong khi đó chùa Nam Tông thì chỉ thờ đúng một hình tượng duy nhất, đó là Phật Thích Ca. Và đây là cái ngôi chùa mà có nhiều kỷ lục nhất Việt Nam với 11 kỷ lục khác nhau ở những hạng mục khác nhau. Đây là đầu trâu mặt ngựa sẽ cai quản. Ở trên kia cá nắng quá chắc mình không có thấy. Là tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát bằng hoa bất tử lớn nhất Việt Nam. Do bị ngược sáng mình không thấy được. Ngoài cổng chùa, cái đường đi từ cổng chùa đi vào là đường này. Wow, thấy xe khách cũng chạy vô đây luôn. Hôm nay là ngày lễ nhưng là rất kẹt xe. Mình chưa thấy Đà Lạt kẹt xe mà nó khủng khiếp như vậy từ đó giờ luôn. Do năm nay là tình hình dịch bệnh đó, người ta không có đi được nước ngoài, người ta chỉ đi trong nước thôi. Nên là những cái địa điểm mà du lịch nổi tiếng trong nước là người ta đi nên là rất là đông. Xin chào, mình đang ngồi ở ngoài chùa Linh Phước và đợi mọi người ra. Hôm nay chùa đông khủng khiếp luôn. Ngoài đường thì xe chạy không được, phải đậu xe rất là xa. Lát mình phải dẫn mọi người đi bộ lại cái chỗ đậu xe. Cũng hơi cực, bây giờ là trưa nắng rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi ăn cơm.